Solo vậy ạ? Chờ chút đi. Đây là con số 4 đó hả chị? Đúng vậy, đi thôi. Nhớ trông giữ lối trả nồi. Alo, tao đã bắt được bọn chúng rồi. Chúng mày chuẩn bị tiền đây. Attack!
là lính của ai vào đó. Chúng là ai nhỉ? Ta chắc cũng gần đấy thôi. Let's go. Let's go. Chạy thôi. Mẹ rồi, ta chỉ đạn ở đâu có chiều.
Tìm đi. Chị Đại, mày muốn gì? Chào chị Đại. Thế nào, hàng của tôi bà đã chuẩn bị được chưa? À, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Tốt lắm, bây giờ tôi sẽ đến nhận hàng. Được, nhớ cầm tiền này. Đương nhiên rồi. Dạ. Mày làm gì tao? Mày cứ ngoan ngoãn ở đấy đi. Mày mày trông nó cho cẩn thận. Dạ, chị đã yên tâm. Tôi.
Tôi đã đến như đúng hẹn rồi đây. Đơn giản là một thanh kiếm, mà bên trong của nó một khối sức mạnh vô cùng to lớn. Cô đã thấy sức mạnh của nó chưa? Cô đã hài lòng rồi chứ? Bây giờ tiền của tôi đâu? Tiền, tôi sẽ trả anh không thiếu một xu. Nhưng tôi muốn anh giúp tôi một việc. Sau đó, tôi sẽ trả anh gấp đôi. Việc gì vậy? Anh dùng chính thanh kiếm này để tiêu diệt bọn Egon. Không được, tôi không muốn rơi bọn sờ quát. Chị Đại, cô muốn gì? Tôi muốn anh giết hết bọn Egon cho tôi. Nếu tôi không làm thì sao? Chọn đi. Cuối cùng. Người của tôi sẽ đi theo để giúp đỡ anh. Tôi biết chính xác mọi cơn đang ở đây. Anh, nó xem thế nào. Ok. Việc của chị đại gia chúng ta giết bọn Egon, kệ nó. Thank you.
Bây giờ có cái này. Mày đầu hàng bây giờ, quá vô rồi. Bây giờ chúng ta phải làm gì với thanh kiếm này? Bây giờ chúng ta sẽ mang thanh kiếm này đến cho sếp.